Có lẽ mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các nhà khoa học, của chính phủ các nước, nhất là Trung Quốc, đó là làm sao khống chế được dịch bệnh coronavirus đang lây lan khắp toàn cầu. Nhiều biện pháp được đưa ra để kiểm soát dịch bệnh, trong đó có cả cấm người khác đưa thông tin lên mạng xã hội. Trung Quốc chắc hẳn chưa quên về trường hợp của 8 y bác sĩ đã cung cấp thông tin dịch bệnh coronavirus bị bắt. Đó là một ê chề về truyền thông cho Trung Quốc. Trong chương mục bình luận xã hội ngày hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Phép thử coronavirus Một bài viết của tác giả Cánh Cò Mời quý vị cùng theo dõi Nhật có lẽ là nước đầu tiên gửi 1.000 nhân viên y tế sang giúp cho Trung Quốc đối phó với thảm họa coronavirus Thế giới ngưỡng mộ nước Nhật vì những hành động thiết thực này Nhưng ít ai để ý tới tầm nhìn của nước Nhật khi nhanh chóng tiếp cận với vùng bị dịch Trước nhất là trợ giúp y tế cho nạn nhân nhưng quan trọng hơn Nhật đang thực tập bài học chống dịch ngay trên vùng bị dịch hóa. Từ sự tiếp cận này, Nhật sẽ có kinh nghiệm như chính bệnh dịch đang hoành hành tại Nhật để có thể biết đích xác. Nếu cùng trường hợp như vậy xảy ra tại Tokyo, thì chính phủ và hệ thống y tế của Nhật sẽ phải làm gì trong ngắn và dài hạn. Nhóm chuyên gia này không những học hỏi được những gì mà nạn nhân của Trung Quốc cần, mà họ còn có thể lên một phát thảo chính xác những việc cần làm hay những dụng cụ y tế cần phải có cho một trận dịch tương tự trong tương lai. Hay thậm chí, họ có thể áp dụng ngay khi coronavirus hoành hành tại Nhật trong tương lai gần. Là một nước lớn, Trung Quốc chưa bao giờ có những hoạt động tương tự như Nhật. Chẳng hạn khi Nhật bị động đất hay sóng thần xảy ra, Trung Quốc không hề gửi người sang trợ giúp. Và vì vậy, những kinh nghiệm quý giá của Nhật không được Trung Quốc khai thác, học hỏi và khi những trận động đất xảy ra tại Trung Quốc, Người ta chứng kiến những hành động cứu cấp không thể gọi là hiện đại hay có tính hệ thống, mà nó giống như cung cách đối phó thiên tài của những nước đang phát triển. Việt Nam cũng không thoát ra khỏi tư duy cọt cụm của Trung Quốc khi đối phó với dịch bệnh. Những quyết định gần đây của chính quyền Việt Nam đã cho thấy cách suy nghĩ rất đơn giản và duy ý chí. Trung Quốc đang ê chề vì sự cố bắt 8 y bác sĩ vì cho rằng những người này phát tán thông tin không chính xác về coronavirus. Để rồi sau đó, tối cao phát viện của Trung Quốc, Bộ công an đã sai trái trong việc cấm công dân phổ biến tin tức về dịch bệnh. Cho tới khi một trong 8 người bị bắt, bác sĩ Lê Văn Lượng qua đời vì coronavirus, cả Trung Quốc rúng động và mạng Weibo đã tràn ngập những lời lên án chính phủ và hàng triệu người không khai đòi tự do ngôn luận. Không học hỏi được kinh nghiệm của chính Đảng Anh trong cùng một vụ việc. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lại ký một chỉ thị dài ra lệnh cho các cơ sở trực thuộc, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thắt chặt báo chí. Truyền thông nhất là mạng xã hội không được đưa tin về coronavirus để tránh hỗn loạn xã hội. Chỉ thị có tên về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Có đoạn, chủ động đấu tranh, đàm phán với Facebook và Google để yêu cầu ngăn chặn gỡ bỏ các video clip, thông tin sai sự thật về dịch bệnh, các tài khoản giả mạo đưa tin không đúng sự thật. Người dân đã từ rất lâu khẳng định rằng mạng xã hội là nơi thông tin nhanh lẹ, đa dạng nhất trong toàn bộ hệ thống thông tin của Việt Nam. Dĩ nhiên, thông tin lúc nào cũng có sai lệch, ngay cả báo chí chính thống cũng không tránh khỏi những tình trạng này, huống hồ là mạng xã hội, nơi tập trung gần phân nửa công dân nước Việt. Vấn đề ở đây cần nêu ra là thế nào là sai sự thật. Ngay trên bệnh viện chuyên môn các chuyên gia về y tế của Việt Nam hiện đang tranh cãi về một chữ có tính kỹ thuật là từ aerosol, cũng như hiệu quả đích thực của việc dùng khẩu trang. Vậy thử hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông có dám đứng ra cấm họ không được thông tin sai lệch hay không? Người dân có quyền nghi ngờ con số người chết vì coronavirus tại Trung Quốc là không chính xác vì thói quen che giấu thông tin của nước này đã thăm căn cố đế. Vậy sự nghi ngờ ấy có thể bị Bộ Thông tin và Truyền thông kết án là bóp méo sự thật để yêu cầu Google hay Facebook đóng cửa hay gỡ bỏ tài khoản của người lên tiếng hay không. Rồi nữa, bên cạnh những thông tin tiêu cực vẫn xuất hiện những lời lẽ, thậm chí đi ngược lại sự lo lắng của toàn xã hội, khi cho rằng chỉ một ngày tai nạn giao thông của Việt Nam bằng cái dịch coronavirus tại Vũ Hán thì lo lắng làm gì? Cứ ăn no ngủ say, không việc gì phải xoắn. Trước những thông tin này, thì Bộ Thông tin và Truyền thông có cho rằng nó đang phá hoại nỗ lực phòng chống coronavirus hay không? nếu có thì phải xử lý thế nào. Trong khi Trung Quốc thử nghiệm dùng tiêu cực tím khử trùng tiền mặt để chống coronavirus, thì Việt Nam chơi sang hơn ra lệnh các ngân hàng cách ly tiền cũ, đưa tiền mới vào lưu thông phòng lây nhiễm. Ông Đào Minh Tú, phó thống đốc ngân hàng nhà nước Cộng sản Việt Nam giải thích rằng biện pháp nêu trên được ban hành là do thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch ở Việt Nam, trong lúc ngân hàng nhà nước chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt. Chưa có nước nào trên thế giới nghĩ tới biện pháp này vì nước người ta hiểu rõ càng in tiền ra nhiều thì lạm phát càng theo đó mà tăng cao. Hơn nữa, cho dù có in tiền mới ra chăng nữa, thì khi chúng lưu hành trên thị trường, ngay lập tức sẽ trở thành cũ vì chúng phải qua tay người sử dụng. Mà đã qua tay rồi thì làm sao tránh được chuyện mang mầm bệnh trên những tờ bạc mới phát hành ấy. Coronavirus có lẽ là phép thử để đời cho nhân dân Việt Nam khi nhìn cách đối phó của chính quyền dịch bệnh rồi sẽ trôi qua. Nhưng những hình ảnh mà chính quyền đang tạo ra nhằm lấy tiếng cho từng cá nhân sẽ không bao giờ được người dân tha thứ. Kính thưa quý vị, để theo dõi các chương trình ngoài trang Facebook tin mừng cho người nghèo, thì xin mời quý vị vào trang Youtube chọn Amen TV. Trong kênh Amen TV có nhiều chuyên mục sẽ giúp cho quý vị dễ theo dõi chương trình. Và khi theo dõi, quý vị đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ cho kênh. Quý vị cũng hãy nhớ bấm chuông để cập nhật thông tin mới nhất từ chương trình. Trump xin cảm ơn quý vị xin kính chúc quý vị và gia đình ngày mới vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai